Lên thuyền thôi, lên thuyền thôi, đất mập ơi. Này, bình thường trong các cái xẻng la bàn và xô nước thì anh em giúp cái gì nhiều nhất? À đây, mua cái skin xô nước đằng lồn là mình cũng không được làm gì cả. Đây rồi, em mua cái skin xô 4.000 múc nước cho nó VIP. Đây. À, nhiều đây cũng đủ dùng rồi chứ gì. Với lần trước em chơi với cả bố em biết rồi. Ví dụ thanh gỗ có skin không anh nhỉ? Không, thanh gỗ làm đéo có skin. Đánh chết con mẹ. Tại vì em biết là thể đéo là em bị đi vá. Rồi. Mày phải vá đó, mày phải vá đấy. Anh là chiến binh thì mà anh là chiến binh nên là anh không vá được đâu. Trước em chơi cái thuyền. Chưa có bát bút nhảy qua. Thuyền trưởng nghi dầm đang lái thuyền nhảy qua nốt. Anh bãi đâu? Theo anh sẽ bút. Đây tôi đây. Thế là... Nhanh đi. Nhà này có lốc xoáy luôn nè, ăn cái lốc xoáy luôn nè. Vào 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 anh Bảy ơi. Tiến vào lại hai trần luôn nè. Ơ nhưng mà mình thuyền ba người là gặp ba thằng anh hay bốn thằng. Lút đồ chứ, we need ammo. Lút rồi, lút rồi. Oh shit. Trong cái thuyền của mình tí mấy thằng bốn người nó bắn nó lủng hết xuồng. Có thì một trước mặt. Chơi mấy cái thằng đấy phù. Kéo neo lên, kéo neo lên. Bây giờ không phải ra đảo Reaper cắm. Ừ ra đảo đi, ra đảo Reaper đi. Reaper on the left. Ok, we good. Nạp đạn đi, em nạp đạn nè, nạp đạn đi. Thợ thuyền nè. Được, em cứ nạp đi, shit. Cứ nạp đi. Ủa sao map khác hay sao vậy? Sao đéo thấy rồi Reaper vậy? Đẩy nạp đạn đi. Đây nạp. Ờ xong hết rồi. Ok. Chắc đúng là phải có thanh gỗ đúng mọi người. Đúng rồi. Yeah. Em biết chơi rồi đấy. Biết chơi rồi. Reaper mới đáp ngoãn ơi, đừng lười biến nữa. Ô sao ở dưới này đã có mấy cái chỗ bán thanh gỗ rồi. Có làm thì mới có ăn. Mà Captain ơi, I don't see Reaper. Cái thứ này thủng sẵn rồi. What the fuck? À đây rồi, I see Reaper. Sorry Captain, hướng đất. Hướng đất. Hướng nào? No. Hướng nào là sau lưng à? Phone. À nó là hướng bắc. Đây là tôi lấy tiền cho nha, Captain. Có con chỉnh cái buồng không nào bảo em nhá. Hay Captain muốn lái em đưa ra lái. Không, tôi không muốn lái đâu. Cậu Bảy ơi. Có thằng nào? Phải giết thằng điện mẫu ở đây. Có. Nó lụm nhiều bơm lắm. Ủa, bú nó luôn hả? Thuyền bên trái cho bú luôn. Như bia đùi, ngọt như bia đùi. Bú luôn, quẹo, chỉnh bơm sang trái. Bơm sang trái, đất mập. Bơm sang trái. Đang tua phải. Cầm cái rồi, căng bùm rồi, mắc binh rồi. Thì mình hơi thiếu DPS nha. BTS là cái gì ạ? Là tại vì một người vá, một người bắn là hết đạn rồi. BTS là nhóm nhạc. Đây rồi, thằng UMB trái đang chuẩn bị cầm bến. Nó vẫn chưa biết. Nào full bùm đâm cho mầm đó. Đại đâm, lại đâm, lại đâm. Ôi khoan đã, tình huống phức tạp. Kêu. Kêu cứu rồi, sắp đánh nhau. Cậu Bảy ơi. Từ, we one down. Đi thuyền bị tè rồi. Gió thổi. Bay cá biều thật. Gió thổi nó rơi. Vô rồi, cậu Ben ơi, sắp vô rồi trước mặt nè. Đợi em tí. Anh em. Ôi có thằng nào đây. Ôi, cái lớp gì đây? Trời ơi, còn có hai người à. À đây. À thằng em đang tiếp cá. Trời ơi, cái lồn gì đây? Sao lại ta tuyển thằng này nhờ? Bấm đèn tiếng cái về đây. Cua đi. Đây, đang cua, đang cua phải. Đó đây, bên phải đúng không? Từ từ. Kiểm tra rồi anh. Đem ngoài. Đây rồi. Rồi. Sợ thế. Nào, cá nông trái. Bấm gì mà luôn hả? Rồi, cá nông trái. Nó có dấu hiệu chạy rồi, Bắn ra, một. Cứ bắn đi, trúng được thì trúng thôi. Thôi trúng thì đéo trúng đâu. Trúng rồi. Trúng. Cua đây, sao mày đéo cua? Trời ơi, thì quay qua để cho bắn đó. Quay cái đéo gì? Đéo đi.
chúng rồi, chúng rồi. Đã neo dí nữa này. Kéo rau lên, tất cả kéo rau lên. Trời ơi. Mẹ lái cho bắn. Lái như lồn mới điệt mặt. Kéo rồi, kéo cái leo rồi, kéo cái leo rồi. Trời ơi, hôm bữa thì tông vô chửi, bây giờ dạt ngang ra bắn cũng chửi. Dạt phải bấm sát nó vào chứ. Huyền nó đâu? Nó bên phải rồi. Tôi nghĩ là bỏ nó đi, để mà dí mất thời gian. Bỏ đi. Mình nên cắm cờ trước đi. Bỏ đi. Đi cắm cờ đây. Không, đánh như thế. Là sao lại biết là mình bắn trúng nhà anh kìa? Nó sẽ tè tèn. Ôi. Bố là 40 viên đạn ấy. Nãy của em nó kêu tè tèn thì sao nhỉ? Anh là bắn đi. Tè tèn là bắn hụt rồi. À, nhìn nè, cậu bên nhìn tôi đi qua cục đá này. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Rất là chuyên nghiệp, rất là chuyên nghiệp. Ồ, con thuyền gì kìa anh bên ơi. Ui, nó xuyên xuyên đá luôn kìa. Ôi, để bẻ đường xuyên đá. Cái lông phải đây, cái lông phải đây. Cái lông phải đây, nó xuyên qua thuyền mình. Ủa? Chết thuyền đây, đừng có hãm bắn nữa, đừng đếm mập. Cái bạn nó đi qua xuyên thuyền mình luôn à, cay thật. Thằng cu em ấy, thằng cu em nào đấy anh? Múc nước đây, múc nước đây. Cu em NPC. Cái gì mà... Cái là mình ăn thuyền ma luôn không ta? Thuyền nó đi xuyên qua tường luôn mà. Được có chứ. Thách quân xếp. Cái đồn mà. Ăn thuyền ma luôn đây, thằng kia nó sợ chạy rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là nên cắm cờ xong trước rồi, xong rồi, xong rồi, vá xong rồi. Ừ, cắm cờ trước đi. Cắm cờ trước đi. Tại vì thuyền ma mà chưa cắm cờ cũng không được nhiều tiền đâu. Trời ơi, sao thiếu đồ ăn vậy? Mấy quả chuối em đi đồ ăn gì trên thùng nè. Đã trên thùng đấy đâu. Chắc thuyền đi, chắc thuyền đi Đáp Nguyễn. Chắc thuyền đi, chắc thuyền đi. Cái lầu này đứng xa vậy bắn cũng tới nè mấy NPC này. Cái lồn má làm gì? Biệt thật. Nó bắn kinh lắm, mấy thuyền má nó bắn ảo lắm. Từ từ để em lên thuyền ra biển bình thường có cái đài đúng không? Em sẽ chửi chúng nó. Bơm đây, bơm đây. Con làm ở chó này. Thằng nào tự tin, uy tín nhất cái vùng biển này, ra nó chơi với tao. Đi. Ok rồi anh ạ. Má, sao đẹp ơi, mày vá cái gì mà dưới đây lỗ không vậy? Em mới vá tầng 2 thôi. Tầng dưới này em chưa xuống. Lỗ tầng 2 đi. Ủa? Chết thật, chết thật. Em vá tầng 2 mà. Bờ 2 ao. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hai lỗ rồi nè, hai lỗ rồi nè. Hết gỗ rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, hết lỗi rồi, hết lỗi rồi. Ok chưa, Everything ok chưa? Ok. Không sao, mới tập giờ thôi, tí nữa mới là thật. Mong tí đã. Nữa là thật. Cái ống này... À đây, đây, chứ... Ôi, kìa, màn hình co lại rồi. Full là full. Là sắp gặp một thằng ngu. Đêm. Đúng rồi. Mà sao vẫn chậm thế nhỉ? Ủa, có cái gì bốc lên kìa bên trái, bốc kho báu. Thính đấy. Đấy, mấy nghìn tỷ ở dưới đấy. Treo cờ xong bú thính luôn là hợp lý. Ngọt. Rồi, đi thẳng thôi đó, chỉ cần mắt phải là được. Thì mở đèn nó cũng không sáng được hơn đâu em ạ. Ui, bên phải có gì lấp lánh vậy? Cái gì con? Một cục kim cương ở bên phải. À, để video vào lốc xoáy thì sao vậy? Không, lốc xoáy là thuyền ma nãy đó. Mở hết đèn rồi đấy. Lốc xoáy là event thuyền ma nãy. Bấm chết mẹ thuyền ma. Thì mình sẽ đứng yên một chỗ, kéo bườm lên, xây vòng tròn, mình bắn. Đó là an toàn. Roger that. Tưng lệnh thuyền trưởng môi thâm. Thoải mái luôn. À, bắn phải trúng, bắn hụt là thua. Rồi kéo bườm lên, kéo hai bườm trước lên, Đép hai Nguyễn, đừng ăn nữa. Đây, kéo này, chưa hề ăn luôn. Việt Nam đi giày chiệp. Kéo này. Rồi, kéo rồi, yes sir. Bình tĩnh, bên trái nó sẽ đi tới nè. Đủ má sao chúng ta cần vậy? Trời
Xong 3 thằng này. Không đi. Sẽ đi thật chậm tới khi cho nó gọi là áp sát. Ờ thính kìa, thính đằng sau kìa. Ờ thính với mày á. Ăn xong đi, đi. Còn vậy kéo bùm sớm quá rồi. Đâu, mình trôi cho nó tới mình mà chứ không phải là mình... Này, mày học lái xe ô tô chưa? Gì nữa. Mày biết khoảng cách nào là có nên thắng hay nên thì mà cứ đi tiếp không? Không sao. Mình phải bình tĩnh. À, mình phải thật sự gọi là... Đó. Đâu, bình tĩnh đâu, nè. Tới đâu? Bây giờ hay tới nha. Sâu quá là lát nữa cậu sẽ nằm ở giữa rất là nhiều. Trong khi ở đây là rồi nó đang tới song song với mình, mày rẽ ăn chi cho điệp mà bây giờ ngược hướng không? Bắn bên phải trước, bắn bên phải trước. Hợp lý. Bên phải trước. Được chưa? Đó, giờ tôi kéo bường sau lên nè. Bắn chuẩn nha, bắn chuẩn nha. Rồi, bắn đi, bắn đi. Hết đạn thôi. Họ chắc tàu quá. Bây giờ chỉ bắn thật quá rồi. Rất là an toàn, chỉ bắn bên phải thôi, bên trái không có gì cả. Thằng đép thì ma đó rất là dễ bắn, bắn cao lên. Chúng thằng đép Nguyễn nè. Là... Thằng đép Nguyễn bắn tùng trượt thôi. Kìa bắn xuống rồi. Đấy bắn xuống rồi. Chắc thuyền đó, chắc thuyền đó mập ơi. Chắc rồi. Bố đốt rồi, cháy rồi. Ba con ơi, cháy rồi. Trái đi dập, trái dập, trái dập. Đó, ở đây là an toàn nè. Thì mình thiếu người, không nên chui vô giữa. Ê, đây bắn súng 2 viên á, đừng mùa. 2 bên phải, trên phải, chỉ bắn bên phải thôi, chỉ bắn bên phải. Ok, roger that, thiên trưởng. Beautiful chưa, beautiful chưa. Dưới đây thùng rồi, Beautiful đấy. Tôi đang phá. Bắn đi, thắp xuống. Cái nào bị cáo mày. Ai da. Rồi, tan biến trong chiều không gian rồi. Dập lửa đi Đáp Nguyễn ơi. Rồi. Đừng lười biến nữa em ơi. Dập tí đi lên bắn tí. Đang dập luôn. Nó tiến sâu vô ông ta. Lọc quá. Ôi có 3 người này tí mà nó bắn cho gì. Thì đấy. Nó dập nhờ. Anh hơi thiếu người này. Yes sir baby. Xong rồi. Múng nước thôi. Rồi, bây giờ đi sâu vô bị quay là hơi khó đó. Ủa dưới đây nhiều chuột quá. Kìa, có mấy thuyền đi thẳng tới mình kìa, rất là dễ bắn. Thì tôi bắn chặt. Được. Này á, tôi chỉ có bé này, nó đi thẳng đến không? Vài. Lấy hụt thì đéo rồi được. Hụt rồi đó. Tôi canh hơi nâu. Nó hơi thiếu và cái nông cậu mua như nó bị. Ê bắn trúng ơi. Trúng kìa. Em bắn trúng. Bên trái gần nè, trái gần nè. Ơ à, phải gần nè. Gì vậy? Bắn đi. Bắn đi nha. Rồi, rất là đơn giản. Đó, quay mới, quay boss. Hết chưa nhờ? Tên. Đợi quay mới nó hiện ra đã. Có bắn gì cơ? Nhông xíu. Xô. Chú. Ơ, phải bắn chúng cái bắn đi mới được rồi. Đây là những thành viên luôn nhỉ? Đúng. Vô đây, thành viên. Thuyền ai kìa?
thuyền ai kìa. Tiệt còn bắn ở đây, bắn ở cái thuyền mà con châu cầu á. Đúng không viên ai? Lại phải sửa rồi. Chắc thuyền đi, chắc thuyền đi, chắc thuyền đi. Chắc đi, xây canon cho bắn nè. Đâu nhờ? Trời đất ơi! Cái đâu vậy? Cái đâu vậy? Sức nghi ổn không? Ổn cái nhiệm vụ của em, cái nhiệm vụ của em mua nhiệm vụ của em à. Lúc nãy là không thủng cái nào. Oh my god, oh my god, so many holes, so many holes. Mà anh bắn thôi, em phải xếp vô. Em định làm cái gọi như là bể bơi bảo sơn cho mọi người bơi tí thôi. Bể bơi trong nhà indoor. Oh my god, so many. Nào nó chuẩn bị. Tôi là vá nhiều nhất cái thuyền này. Nào, mình ở đây an toàn lắm. Lấy nơi quay tiền nó mới tới. Theo sát mục tiêu, theo sát mục tiêu. Ờ. Làm gì có vết lỗ nào nhở? Sao mà đéo đi đi? Cái thả rau vậy à? Đi đi. Chứ bây giờ đi vô là ngợp đó. Ngợp à? Kiếm gốc đã. Chắc chưa. Mày đi lên xíu, mày đi lên xíu ơi, tao lụm cái hòm này cho có đạn cái. Ủa bảo quá. 4 người thì mới lũi vô được. 3 người là... Ê, từ từ, từ từ, từ từ. Ê, quay qua trái xíu, quay qua trái. Bảo, mình đang ở trong bảo. Nghiêng quá, nghiêng quá. Thịt con mẹ, sống quá. Sống quá. Đang ở bảo nó tự xây rồi, không điều khiển được cái lái cho. Ây da, xét đánh, xét đánh. Yes. Xét đánh. Fuck. Cái hình ở bên bút nước đây. Một trong đó. Thịt con mẹ, sắc. Mưa quá. Ra khỏi tâm bão, ra khỏi tâm bão đi. Không điều khiển được bánh lái rồi vì oh no. Hạ bơm đi, hạ bơm mới ra được. Thằng một ngược. Đẹp mà, sao đánh lúc xoáy là có bão chứ thề, xui đéo chịu được. Trời ơi, còn tông cái gì nữa vậy, mày bị mù hả? Má, đi qua nó tông thì đúng rồi. Bá đi. Quá khổ quá. Chưa đi mà thủng 20 đâu. Nhưng mà bây giờ bắt buộc phải đứng ở trong bão mới đánh được lốc xoáy. Thì đánh đi. Được. Rồi để coi có góc nào. Hết nước rồi. Ở trong bão không? Bú anh em ơi. Cái lầm má. Sao vẫn thủng chỗ nào ta? À, đây bên này nè, có cái này bên này không dính, nó không dính nè. Nhiều đạn lắm nha. Đây. Nhưng mà không được bắn thoải mái đâu á. 200 viên đạn, 200 viên đạn nha. Vẫn còn bão lắm, vẫn còn bão lắm. Và xử lý rất cồng kềnh của thuyền trưởng Mồi Thâm. Hình như là hết. Tuy là anh ấy có nhiều kinh nghiệm trên biển 3-4 năm rồi. Thuyền này bị làm đéo gì ấy, đẹp mà đánh thì... Nhưng mà từ tất cả mọi thuyền anh ấy lái đều rất ngu. Ngay cả lái máy bay. Trời ơi, còn Megalodon nữa thề, cái thuyền này bị ám rồi. Sao vậy? Megalodon thì sao? Megalodon. Where is Megalodon? Trời ơi. Sao thằng lồn này nó rớt hoài vậy? Cá mập. Không phải rớt. Em quay sang thấy con cá. Để tao. Thợ săn cá mập. Ủa đâu rồi? Trên vên quá vậy, chắc huyền, đếp Nguyễn ơi, từ từ nha. Qua được cái mạng góc bên kia, qua được mạng góc bên kia là thoát được khỏi bão. Đừng không ai thùng. Ủng ra kìa. Ôi, lủng con đi mẹ rồi.
ơi, sắp chìm rồi. Bắn cái lon. Tiếp bạn mà đi bò bạn. Mày là đòn cán tao. Và đây. Ủa đi con mà ba đây. Quỳ đây. Ôi giời ơi, thuyền viên này vãi cái lồn thật. Ai cho bằng cúp biển cho mày vậy? Vãi cái lều em váng vắt mẹ, năm góc ở dưới rồi. Nó giận ở đây, Megalodon giận ở đây. Nó ra cái là vãi, Một lúc đi nhà anh đi giết Megalodon cái. Nó tới nè, nó tới từ phía sau nè. Không ai vá cái thuyền này có mà lụt ba rồi rồi. Ôi! Con mẹ ta biết luôn. Đừng đi thẳng tới vậy. Qua phải đây, đừng đi thẳng tới. Biết rồi, nó táp cái đít để mà nó đẩy vô. Ui đi, con mà ba đây nè Hoàng ơi. Ủ má, ba đây. Cứ đi ra nó táp. Cái gì đây? Trời ơi, phải có người áp lực Megalodon. Nói thôi. Mày biết vậy mà hai thằng tao dưới này mày cứ khổ lắm không? Trên đây ngồi cầm bánh lái chết đi mẹ luôn nè. Nó lại tới. Sao tụi tám đằng sau vậy con mẹ đó. Chạy đây. Bắn nó đây. Con mẹ rồi. Cứu đất mẹ ơi. Từ từ bình tĩnh, chúng ta thoát được bão. Chúng ta xử lý từng vấn đề trước. Nào kéo bơm lên bắn xích cái điểm mà các bạn đi. Phải vá đó đếp Nguyễn ơi, trên đây còn nhiều gỗ lắm nha em. Rồi đi tôi xử lý. Nó đâu rồi? Tôi xử lý tầng trên cho. Nó bên trái. Xoay đầu lại. Sao mày cứ đứng vô cái thế khó vậy? Cái lòng nó xây vô thì đi vô. Cầu cầu ba kìa. Nè xây vô này hả? Đấy xây vô nè bắn đi. Cứu đếp Nguyễn ơi cứu. Trời ơi. Đánh chết rồi, thì mẹ xây vô nó bắn chân địch mà bỏ mẹ thì luôn. Chạy đi. Một con rùm đi. Chạy đi cái là bảy ơi. Bắn đi, cái không phải bắn địch mày gì nè. Nhiều nước quá cháy á. Từ đã đến dưới thuyền rồi đó. Rồi. Đừng xây nữa. Phải xây mới đi ra được, chứ không là giống nó chết. Ê, mà con Manolo qua rồi để tao. Sao rồi? Có cái lồng gì nổ vậy? Đây đâu ra rồi? Nó lặn rồi. Mệt quá, một mình lo cái tầng 3 này. Quá đông. Rồi, không sao. Rồi, mấy cái lo nó lặn rồi. Bây giờ bắn thuyền thôi. Mày hết sức bình tĩnh nha các bạn yêu ơi. Nó bên trái. Không bán kịp đâu. Để nó đâu rồi? Kìa nó bên trái kìa. Oh. Ây da, nó đẩy mình đi nha. Ủa nãy giờ em vá phải 40 lỗ rồi. Bên phải luôn, nó lại qua bên phải. Nó tới bên phải kìa. Ủa bắn cái mồm nó. Ôi đi. Cứu đẹp quen. Cứu đi. Đẹp quen. Điền thì đây. Fuck, we need more ammo. Nước địt gọt mà hết gỗ rồi. Gỗ cái đây nhiều lắm, Được không, tôi nghe lục một lục một cái. Mẹ, cứ mỗi lần nó ngoạm cái là 4-5 lỗ thì. Bên, nó lại bên trái này. Trúng bắn phụ đây. Đây, tôi đang kiểm góc đây. Vậy cái tầng 3 nó có vừa hết đất xong lại này không. Các bạn bơi sân đất phải không? Bình tĩnh. Mọi thứ đều có được. Ây da. Tao, chậm lên thôi. Kéo cái mẹ bờm lên đi, Nó đi rồi. Rồi, mình ở vị trí đẹp, rất là dễ bắn thiền ma cả mấy người được rồi. Trời ơi, sao lại cậu quay vòng vòng thế? Hồi nãy nó bên phải, xong rồi bây giờ nó lại tay leo bên trái.
Trời ơi, trời ơi, xong rồi, chúng ta bị kẹp xăm rồi. Cậu bình tĩnh, pháo nó bắn từ sau lưng. À lộn, nó bắn từ ngang, nó bắn từ sau lưng. Nè, bắn nè. Bắn có thể có cờ thôi nha, bắn có thể có cờ thôi nha, bắn có thể có cờ thôi nha. Cậu, cậu bắn hết, nó có đồ chứ, bắn hết. Bắn cái thì có cờ sau cùng. Bắn mấy thuyền kia trước lấy quà. Đúng rồi. Đó, góc đẹp đó, góc đẹp đó, góc đẹp đó. Đúng rồi, cái thì kia 3 viên, thiền đỏ khoảng 7 viên. Rồi, bắn thiền đỏ đi, tôi bắn cái thiền kia chờ. À. Rồi, bắn cái thiền đỏ đi, bắn cái thiền đỏ đi. Chết truyền, đừng ham bắn của thằng bắp đếp quyền. Đâu có mặt mình đâu. Trời ơi, đếp quyền ơi, đếp quyền ơi. Nhìn mà lại nữa. Ôi con kia nó mà sáng bay lên kìa, thấy nó luôn rồi kìa. Tốt người vả. Vả đi, đếp quyền ơi. Rồi, vả mới thành tài đấy. Tầng 2 nữa em ơi, tầng 2 nữa em ơi, tầng 2 nữa baby ơi. Cái lột mà. I'm sao ready, I'm ready. Vết thương sâu quá. Ôi, rớt xuống được rồi. Một vấn đề thôi. Thì cứ hết nước lại đầy à. Nào, được chưa, ổn chưa, đếp nguyện ổn chưa, để anh phụ. Ổn rồi. Tầng 2 ok. Ba thuyền, rất là dễ bán, please. Bán đi. Rất dễ bắn đếp nguyện ơi, rất dễ bắn. Mỗi người bắn một cái, tôi bắn cái bên phải cho. Chưa hết rồi. Sao chưa hết vậy? Rồi, tôi xong tiền của tôi rồi đó. Mày ơi. Hả? Hắn phải tôi với. Tôi bằng Xbox cơ, ông phải add ai có Steam á. Sao bắt bọn mình kìa? Đúng không? Không, PC mà thôi. Check đi đẹp quyền ơi. Hết đạn rồi. Tầng dưới còn đạn, tầng dưới còn đạn. Tôi nghĩ là nên vá. Thì con mà. Vá đi, bú lôi rồi. Vá đi, bú lôi rồi. Ây da, vá đi đếp Nguyễn ơi. Vá đi. Nhiều quá vậy. Cố lên. Vá đi đếp Nguyễn ơi. Trời, có con Megalodon đứng còn cái bên. Vá hết sạch rồi. Tầng 2 đếp Nguyễn ơi. Tí vẫn lấy thêm gỗ ấy, hết gỗ rồi. Không sao, đánh cái này xong là có đủ đại. Chơi tới ngày mai luôn. Thì à, con mẹ thuyền thì cái nó trâu dữ vậy ta. Hết đạn rồi, bắn tiết kiệm xíu đi. Trốn lúc kịch cái... Cháy kìa, không thấy cháy à. Cháy. Rồi tặng. Vá tầng 2 đi mấy ní ơi. Now fire. My wife is on fire. Hết gỗ rồi. Ây da. Hết gỗ luôn quá hả? Hết gỗ trong thuyền. Ai có biết đây là không phải, Khan không phải. Ui cái cờ này cờ đỏ ra lét. Cờ này cờ bót. Bảo sao. Cờ này cờ bót. Em Nguyễn ơi. Em cố làm hết sức đi, tí anh thưởng đem cho. Rồi, đi. Đúng rồi. Hết đạn chưa, tôi nghĩ là... Chết rồi! Em bắn súng ơi! Hay đếp Nguyễn ơi, hay lắm đếp Nguyễn ơi! Rồi, win rồi, chuẩn bị đi tới đó, bú. Từ, bú hòa bên phải chứ đã, lấy đồ chứ đã. Từ đã sao em thấy cái gì nó cứ... Đủ mà chạy như vậy! Trời ơi, mày đéo bơm nước vô à! Không thì đây em đang tìm xem cái nguồn gốc cái đám cháy nó ở đâu. Kịp mà cái đám cháy nó to lắm. Nó cháy đến tôi nè, ở tầng trên. Ôi trời ơi! Hóa ra nguồn gốc đám cháy trên này. What? I'm on fire. Cậu Bảy ơi, qua phải lấy đồ trước đã.
Trời ơi, tôi đang còn fire đấy xíu. Đợi tí. Vãi luôn. Trên này cháy to quá. Kịp mà. Lên cứu hỏa tới. Còn fire. Cái cháy là vậy. Tát nước vãi cả lều luôn. À, tôi bơm nước nè. Bây giờ mình dập hết nước xong mình ném một quay trái cái quần xếp của mày rồi. Mày ơi. No. My car will kill him, man. Rồi, nhích lên thôi. Hết rồi. Như bon thuyền trưởng còn trái thì sao á, vẫn còn nghe lắp tắp lắm. Đây. Vẫn còn nghe giòn lắm. Tiến tới xíu mày ơi. Hết sạch cháy luôn ạ, đỉnh vãi luôn. Đi tới xíu thì đang quay, Ê! Còn ở hành lang. Móc nhanh luôn nè. Rồi, cứ tiến đi, Được không, gần lắm rồi đó. Lỗi cậu bảy ơi. Tốc độ lên. Vùng biển này nó bị lỗi. Oh my god. Ok, lia. Ủa? Sao cái này cầm lên tay để đâu anh? Sao lấy đồ? Để đi. Quay qua trái. Cậu bảy ơi. Cậu bảy nhanh hơn. Này sao để sao bỏ thuyền xuống hả anh bên? Ít. Cái này đây rồi, gỗ đây nè. Ok. Nhiều lắm. Bơm lên. Đấy, gỗ này nhiều lắm. Đây rồi, có đồ rồi. Tôn. Thấy kho báu rồi. Ui, bên trái có đạn, bảy ơi. Bên trái có hầm đạn này, từ tí lý. Lấy, móc đi. Dừng, kéo thuyền bơm đi. Kéo bơm lên. Kéo bơm rồi. Làm gì mình vào nhờ? Đó. Sao nó lên đơn quá vậy? Rồi. Ủa sao nhiều hòm thế? Nhiều hòm vãi lều ấy. My god. Hay là anh em ơi, cái đỏ bên trái có cái đồng hồ cát là cái gì? Mà đầu lâu đỏ hay là thính đây, Captain Ben vô chơi. Đầu lâu đỏ đi. Đây. Nào, chỉnh bơm. Tèo, chỉnh bơm đi. Thuyền phó Đếp Nguyễn. Đợi tí đang lút đồ anh ơi. Đây, chỉnh bờm đi. Oh, nẻo rồi. Lạc rồi. Chỉnh bờm đi. Sao chưa căng nhỉ? Gió nó xéo quá mà, nó chưa căng được. Ừ. Ui giời ơi, đấy xong rồi. No. Oh. Rồi. Đá xuống biển cái đấy mọi người. Thuyền viên rồi, tôi phải làm gì bắt thuyền viên nhở? Chuyện này ai được trưởng nhở? Thuyền viên gì à? Phó thuyền trưởng đẹp. Từ đầu. Mày đang làm gì đấy? Sao đây? Wow, cái này gì đây? Chết cô bé đây. Cái nèo nếu được rồi. Thuyền viên này thấy may quá, xong tin rồi. Mấy cái này nó chỉ tôi là cần phải ấn. Mày đéo biết đọc mà mày ngu à? Ấn nhưng mà không phải suy nghĩ nữa. Acho. Ồ, là đéo. Tôi nghĩ là đánh đầu lâu đỏ có vẻ là hơi quá sức. Đánh đầu lâu đỏ với thằng này. Tôi súng lại. Rồi.
À, mình có mấy viên đạn, lấy đâu nhờ? Mình phải bình tĩnh, Huyền viên hàng mèo. À, cậu đã biết gì về cướp biển chưa? À, tôi chưa. Tôi như một tờ giấy trắng vậy. Thôi, nghe thấy tiếng gọi cho gửi nó qua anh Phạm trưởng đi, trang giấy trắng. Cái thuyền viên là thuyền này thiếu người, tôi đăng ký tôi tha đập thôi. Uầy, tôi nghĩ là mình sẽ đánh nhau tí đi cho thuyền viên hoàng mèo hiểu hiểu cốt truyện chứ. Được, để tôi. Thế thì quẹo trái điểm mạnh của tôi. Cái thính có đứa nó bú rồi, có thằng đang cầm thính á vào bên bạn. Đánh phát là chuẩn bị off game luôn này. Lắc cái gì? Rồi, hãy thôi đánh đầu lâu đỏ đi. Lâu đỏ xa lắm. Xa lắm à? Ừ. Mà có thằng đang về thính nè, nó đang về Ripper nè. Đây, đầu lâu hay là quýnh người? Quýnh người đi. Người đi, đầu lâu không quýnh lắm. Đầu lâu mà mới biết chơi quýnh là lát nữa cầm thuộc nổ lên đấy. Tàn áo mơ luôn. Bây giờ nha, đẹp mà mày cãi lên thì trưởng tao nhốt mày vô tù đấy. Tụi trưởng mày là ai nhờ? Tao, mẹ mày. Dạ, vâng anh ơi, anh cần em làm gì hả anh? Kiếm tất cả các lỗ đóng hết vô cho tao. Đúng rồi đấy. Xong, kiếm tất cả các lỗ. Mày chỉ ở dưới, mày ở chỉ ở dưới tầng 3 thôi nha. Xong rồi mày thấy cái lỗ nào mày vá vào trong đó, mày không được lên tầng 2 hoặc là tầng 1. Lỗ nào mà hở em lấp lại liền anh ơi. Đúng. Đúng rồi. Chỉ em lấp lỗ, em lấp lỗ. Chỉ một vá chỉnh bường đi. Rồi lấp lỗ là bài học đầu tiên, bài học thứ hai là bài học chỉnh bường. Lên đây. Được, em không được, em tiếp thu nhanh lắm anh ơi. Cầm gỗ để ở dưới đi cho mấy ông ơi lấp vào. Nào thì viên hoàng mèo hãy nhìn. Chưa lên hả? Mày đứng đang thay đồ. Chưa, đang thay đồ. Mình có thể mua một quần áo mình phải đẹp. Thay đồ mau vẫn thay đồ. Đánh mẹ lên. Đánh thuyền đây. Em cất mất gỗ xuống dưới này. Tí dâu nhờ. Tí con vá. Tí dâu đi, không ngầu. Giao cái là đừng. Lên đây đi. Yo. Đây. Đây á, bên đây anh thấy không? Bên đây cái bầu tròn tròn này. Từ, say. Trong tranh quá. Trời ơi, cướp biển mà sợ xây sóng rồi sao? Cái tròn tròn này nhá. Đấy, bấm F vô, cái này là chỉnh cái bường, thấy không? Thì mình có 3 cái bường. Sao buồn mình trông nó tả tôi vậy? Ngọc trai đen, ngọc trai đen. Chỗ này là chỗ kéo bường với hạ bường. Mày đã nghe truyền thuyết về ngọc trai đen chưa? Hả thằng nô lệ mới. Đã chưa anh ơi? Hãy để em được không? Cái chỗ nào mà ngang thì mày sẽ biết. Độ dài, sắp biết rồi. Là độ ngang. Ô, mình ấn là được rồi đó à? Ấn xong rồi ADS là ADD. Ấn kéo đâu. Rồi, khóa tiếp theo, khóa nạp đạn. Thấy cái cano tôi. À đây, trái phải. Yeah. Rồi, đi biệt. Khóa nạp đạn thuyền viên dép chỉ đi. Khóa nạp đạn. Đâu? Lấy thuyền rồi. Đâu? Đâu thuyền phó đép chỉ tôi cách nạp đạn thôi. Đầu tiên là đây này, anh bấm R và anh thấy mấy viên đạn không? Bấm R và tôi thấy 9 viên. Rồi. Đây, tôi để lên tay. Đây, tôi bắn một cái cho anh rồi này. Đây, anh vào đây. Xong rồi tôi lạp đạn. Không cần đấn đép vào, không cần để lên tay. Nạp vào được. Tung. À. Đỡ được bắn, nạp thôi. Thấy rồi. Để tôi. Nào, nhanh nha, sắp va chạm. Thuyền địch đấy, trong tầm nhìn. Ở nút nào ra? Nó hút rồi. Thuyền địch trong tầm nhìn rồi đó. Anh lùn đâu, đéo có. Thì phải nút gỗ đó mới có số 5 được. Giờ sao, cậu Ben muốn Onin đâm vô mặt nó không? Không, đi song song, tao bắn hạ neo nó, Nha, thế là phải tin tưởng quả thả neo nha. Đây, lúa này, đây. Lấp rồi. Nào, cái thuyền viên, lên trên đi. Thì ấn B để múc nước. Bao giờ hết nước thì thôi. Đừng bắn cái pháo đầu của tao nha. Phụ nữa. Nhiều lỗ đấy. Đi song song đó nha, đi song hoàng mèo quá, tao chỉ mày múc nước nè, mày đạt ở đây nè hoàng mèo. Rồi, tao lấp lỗ rồi đã. Đâu, mày đâu? Tạc ở đây. Rồi, tới rồi, kiên. Bên trái luôn. Rồi, can ông trái này. Ô, mình rồi nha, nào. Phụ đi, ép ơi, mà trông đéo ổn lắm. Ôi, nó thuyền ba. Đi ngang quá nè, đi ngang qua nó nè, mình có lợi thế bắn trước á, mình ngang trước rồi đó. Được chưa. Trông trên quá. Chắc chiêu nào. Đéo bắn. Trúng nào anh nào.
không? Có neo. Ừ, có neo thật. Hai, kéo buồm lên, kéo buồm lên. Kéo neo lên. Kéo neo lên. Kéo neo lên. Kéo neo lên. Rồi, kéo buồm lên à. Rồi, cái nóng cháy. Rồi, dưới này còn nhiều nước lắm. Kéo buồm lên để cua nào kéo buồm lên. Ơ, nó bị xe cánh nữa kìa. Nhưng có lỗ. Kéo buồm lên Kéo buồm lên như này đúng không? Đúng vậy. Nó đánh nhau trong bão luôn. Tao mình neo nó cũng bắn mình hay sao á. Không muốn nói đâu, dưới này là bể bơi rồi. Múc đây. Ờ, mình sao mình neo nhờ? Hồi nãy nào bấm neo quay. Nào, mày tự nhận đi, để mà tao mà cha ra là chết mẹ đấy. Không phải tao. Thằng lồn đếp Nguyễn rồi. Không phải tao. Mình neo nó xong, mình đi vòng tròn, bắn thấy mẹ nó mà. Tao bơi dưới này, không phải tao. Tao bận bơi rồi. Anh bảo neo đi, lúc đầu giờ neo. Trời ơi, tao bảo là thuyền nó neo rồi. Thuyền nó neo. Lúc này nó chân qua anh cứ neo. Ừ. Thì chả neo. Ôi kéo bườm xuống, thả bườm ra, bánh chết mẹ nó, vẫn cần cầm thính. Mình lại hơi nhiều lỗ ha. Chỉnh bườm lại, nó thuyền ba, nó không đi lại mình đâu. Như này được. Đổ lên tầng 3, tầng 1. Mẹ em. Đổ tầng 2 làm gì? Tầng 2 được mà. Ôi địt mẹ, tao cực khổ quá, tao làm hết việc luôn á, thằng kia chỉ có tạt nước thôi mà nó làm đéo xong. Đây rồi. Thuyền nó đâu nhiều lỗ đấy. Đáng biết tao là cu ly hay nó là cu ly nữa. Mới vô góc đuổi kịp hết. Ở trước mặt này, nó ở trước mặt. Nó đang sau hòn đá nè, nó cầm thính thấy không? Nhìn cái thính là nó. Được, đi. Phải có đi. Nào, bây giờ bắn là phải chuẩn. Canon đâu? Vào vị trí đi. Đấy, để tôi. Vào đi. Mà canon chuẩn lắm. Nhớ thuyền mình bị bắn thì mày mới úi xuống vá đầu tiên, xong rồi đép bút nước, xong rồi tao cũng bút nước. Mình cắt đầu luôn á. Bắn luôn chưa sợ chưa? Để thôi một người tôi nghĩ là cầu Ben qua thả neo nó để mình dễ xử lý. Thả neo đi thì nó hai người đấy, ba người đấy, thuyền ba mà. Mình bốn lặn. Đó là mấy cái lửa thả neo. Hung du du Trung Quốc mày ơi. Yes. Rồi. Qua cân 4 à, Hơi khó nhưng mà. Qua đi. Bé Ben sao không để anh em thất vọng. Ê, mình có nên tấn công bất ngờ không? Ui, đúng rồi. Sau cục đá này là nó sẽ không biết mình đi đâu nè. Mình lũi thẳng vô là nó sẽ bất ngờ. Loát đi. Bày, giật phải xíu, bày, giật phải xíu, tôi thả neo luôn đó. Ghê vậy. Ngọ quá. Đột phá hả? Đâu? Từ nha, tao đang canh. Giật phải rồi đó. Thôi vô trái là đi, xa quá bắn nếu tới đâu. Phải khoảng trái vào đấy, tạt đầu nó. Cái nó đi kìa. Được không? Xa lắm cậu bảy ơi, xa lắm. Ôi trời, bắn trúng được. Bị pháo đài bắn đi, coi chừng. Pháo đài bắn trúng nó đi, pháo đài ơi. Anh điệp cũng mà pháo đài bắn mình là sao? Chắc thuyền đi! Ây da! Bắn thôi! Pháo đài bắn trúng dữ vậy? Mẹ pháo đài bắn nó đéo trúng, pháo đài bắn mình trúng thế! Phúc qua. Tầng 2. À lỗ quá nè. Hay đó Nguyễn ơi. Ôi giời ơi, sửa đi. Lần này nhiều lỗ đấy. Có cần bật pháo đài không? Không. Đây, điều kia chứ. Chúng tôi 500 giải, nó lên nó bắt thẳng mồm thôi. Nào,
thuận gió đi, gió là đi canh nó. Cái lúc nào nhỉ? Ây da. À được rồi, được rồi. Cái lồng má trúng nhiều vậy. Ờ, mà có đài bắn trúng tay gì. Cái lồng gì đấy. Ui, giữ quy nhanh hơn này. Thôi nó dụng, nó mất cái thính lại, nó mất cái thính lại. Neo, neo. Nó mất cái thính lại. Neo. Neo rồi, neo rồi, neo rồi. Thôi. Là sao ta? Đừng quay nữa, chóng mặt quá. Thả trò đi, kéo neo lên xíu đi. Kéo bơm lên. Kéo neo lên lại. Kéo neo lại, đẩy đi. Kéo bơm lên đã, không nó trôi. Bơm hay neo? Neo. Mà cả xuống lượm lên mẹ đi cũng được, cũng nhanh. Hay là bây giờ gỡ rồi quay lại neo đánh pháo đài luôn. Đúng chưa? Ơi nó có một thằng nằm cái bên cái thính vậy. Đâu? Có phải mồm nó. Đâu. Quay đầu bãi, quay đầu tao lụm. Có thằng đang đứng đó thính vậy. Quay đầu bãi. Đang quay rồi, phải kéo bùm lên bùm. Kéo ngoài kéo vậy. Bùm lên. Chết rồi. Mắt bùm. Thằng nữa. Chẳng đó tính cá, thằng kia kìa. Chết rồi, em bắt tao cái chết rồi. Kéo bùm lên đi, kéo bùm lên đi. Báo bùm lên, những cái to rồi. Kéo bùm đi nào. Kéo lên nha. Nó vẫn còn bơi kìa. Ai hả nữa vậy? Để con mà kéo lên. Đang kéo lên. Nó kéo lên là hạ xuống. Nó đâu rồi, nó bay về thuyền rồi. Không, từ đầu nó xuống rồi. Nó bị cá mập cắn kìa. Nên bắn chúng nó có cái X ở trên ấy của em mà. X đỏ mới chết. Đạn đấy thôi. X đỏ là mới chết, còn X kia chỉ là chúng thôi. À thế à? Rồi, tới đây. Lỗ ở đây vậy. Đẹp mà sao nó lại bỏ của chạy lấy người như thế nhờ. Tới thôi ăn pháo đài đỏ nhờ. Ừ. Sao không mở được cái hòm này nhờ? Nè, bây giờ đánh pháo đài nè, cầm cây kiếm với cây shotgun. Gun. Yeah. Chúng ta này là đánh DVE rất là dễ đánh. Bây giờ đầu tiên lên tiêu diệt mấy thằng bắn pháo trước. Rồi, đầu tiên là phải sửa thuyền trước đã, xong rồi mới bắn pháo. Đúng, và tiêu diệt. What the fuck? Đúng rồi anh em ơi. Trời ơi. Lỗ tùm lum. Rồi, mọi người lên đảo tiêu diệt bắn pháo trước nè. Đi quá. Tao. Tôi cần biết là lấy đạn kiểu gì. À đây. Lên đi. Kéo bùm lên giùm, please. Kéo bùm lên. Kéo bùm lên. Nhanh, kéo đi, kéo bước. Đây, kéo bên này. Rồi, kéo đi. Sửa thuyền nha. Kéo rồi. Tôi nghe tiếng lùng nước thì phải. Đúng rồi, vừa kéo vừa sửa đi. Xong chưa, chám hết chưa? Rồi, lên đảo đi. Lên đảo đi, tôi chỉnh thuyền vô vị trí đẹp cho. Tôi vào pháo xong bắn rồi. Ở đây được rồi. Đấy, như thế. Rồi, hoang mèo. Đông quá, mèo ơi. Tôi muốn nước. À, muốn xong giá nó, bây giờ lên đảo luôn. Được, đi, thuyền này để tôi. Tôi ngồi cùng, tôi bay tơ. Kêu. Hết đạn rồi. Cố lên, tôi vá nốt. Em hết đạn rồi. Tôi kiếm một góc nào đó, tôi bắn. Cho đây có hầm đạn đi, tìm vòng đi. Ok. Trên này có hầm đạn không anh? Hết sạch đạn rồi. Tiếp thu nhanh làm. À đây có vụ nó ra cổng này bắn canon phụ được này. Đó, clean. Ủa hòm đạn đâu ta?
Tôi đây, tôi đến đây. Thế đạn đánh tay không rồi xuống rồi. Thầm đại trong anh này. Đâu vậy? Ui, là sao kìa? Ôi, đang còn sao nhá? Chú ơi, cái gì đây? Đẹp ba mày ăn nhầm hòm bơm rồi, mày ăn nhầm hòm bơm rồi. Cứu nó kìa, cứu nó kìa. What the fuck? Cứu đi. Cứu nó. Thật sự đây là chuyện phó chúng ta không vậy? Cái gì nữa? Ấm chục trái. Ôi, bắn được gì đó? Chạy đây, nó tới đông lắm kìa. Chỉ có hòm đạn đâu. Trời ơi, trời ơi, gánh vác đây, mày gánh vác trọng trách này nặng nề đấy. Đây rồi, có đạn rồi. Cái lượng gì đây? Đi, con mẹ. Cái gì đây, ai bắn pháo xuống đây? Nó có bom, nó cản tử, tôi không biết. Tôi chuẩn bị tôi chém nó, cứu tôi vậy. Cứu cái lỗ như mày chết ba mẹ rồi. Gì nữa. Trời ơi. Thì ra nó là như vậy. Anh ok. Trời ơi, tao đã bảo nhốt nó trong tù đi mà. Trời đất ơi. Ok, bài học đầu tiên là phải học trước rồi mới tiếp thu được. Đây là có góc bắn cần nào. Bắn kiểu gì đấy? Bắn với. Chui vô, nhìn vô cái mặt, nhìn vô cái bọn súng á. Ừ. Tôi nè. Tạt nước mấy con vàng này, tạt nước nó. Đừng kéo mấy con có thùng nổ vô thuyền nha. Tạt nước. Mấy con vàng này tạt nước nó là được. Đâu? Để tao. Rồi xong. Đơn giản thôi, mình sử dụng một cách đơn giản thôi. Được. Wow. Quay mới. Rồi, dụ ra đây là có cannon bắn phụ. Ai thích thì cầm cùng storage lên lúc cứ đây rồi, đây rồi. Cuối đâu, cuối đâu. À. Cuối đâu. Cầm một thùng storage lên lúc đạn cũng được đấy. Mẹ ảm chiến với gì, cần gì ở kiếm, ai cầm gì cầm súng. Sao? Đưa chở, để tôi. Rồi, tao biết ngay mà, tao biết ngay mà. Em lia cái thằng cầm bom rồi, thuyền trưởng ơi cứu em với. Má em, tôi tạt đầu em. Tao thấy là tao chạy trước rồi. Tôi tạt đầu em, thuyền trưởng chắc em. Ủa cái giáo đây. À, lút. Bên cua em ở đâu đến kìa. Cái này lút à. Clear. Nào ơi. Đi lướt đạn quá, anh sợ quá. Ăn đã. À mấy con vàng. Mấy con vàng tạt nước nó đẹp ơi, mấy con vàng, mấy con màu vàng á, tạt nước vô người nó, bắn cái nó chết à. Có. Mày đâu mèo. Ây. Chết. Để tao. Tiếng gì nữa vậy? À, tao lo được. Sao? Như nào? Ê, Sideways. Ô, con vàng vàng. Iron Man, man. Sao? Cũng có súng đấy. Một mồm. Vẫn vàng vàng lại phải làm gì? Ô, con nó ăn. Nó ăn cả chuối. Em giết nó con vàng vàng cho. Nó ăn cả chuối. Bù má tao quẩy ra. Chém nhau tao. Ây da. Chết rồi. Mặn kinh vỡ lâu. Vào đi. À. Hết đạn rồi. Biết cách chơi chưa. Ném khó nước lắm, vô. Rồi cây le tôn vàng thì ném nước em bắn ngắm cứ hết sốt vào mặt mấy con vàng thôi là được. Level 12 đéo nói nhiều. Rồi xuống dưới. Ủa mà tao nhiều quá. Đâu đây. Đây này, dưới đây là đông vãi luôn. Đây, ăn đi. Úi mày làm. À, mày cầm bom. Hello.
còn gì nữa? Ông mèo ơi! Đổ sai vậy? Kêu 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 kêu! Trời đất ơi, lại chết rồi! Tôi mới, tôi đâu mới! Đừng tâm ai mà ông! Tôi xuống tầng 1, khó cứu à, khó cứu à, khó cứu à. Cứu được. Đi! Đi! Chúng ta đủ rồi! Nhiều tiếng nổ quá vậy. Nó phủ rồi. Quay mới luôn, đẹp luôn. Sao ngoài ở dưới này luôn này? Ở ngoài nè. Mày mà hai con báo. Tao tiến đồ này nó chỉ là chúc mừng mà là chiến thắng của chúng ta thôi. Sao thằng bấy nó chết mẹ rồi? Trời ơi, cho đánh bom chết mấy bom ngoài luôn nè. Tôi đang lút đồ. Sao không canh thuyền đi? Để bắt nạn rồi. Mày để đồ lên ở trên đây để trên bọn tao để bọn đánh tí, còn đánh bom. Mày lút hết lên tí sao trời đạn? Lút đạn canon thôi, đi vô lút. Woo! Thì về lấy đi. Thì tôi để cái bạn cái thùng ở ngay giữa đó, ai muốn lút thì lút. Tôi chém đâu. Mà trên thuyền còn 30 viên rồi đấy. Tí đéo gì nữa. Biết rồi. Ui điệt con mẹ, đép ơi. Cẩn thận cái quả đó. Đéo đùa được đâu. Oh shit, đây có cái này vậy. Để dành anh quay em ơi, đừng bắn lung tung. À thế anh. Rồi nè, thùng đồ ăn nè, đó. Ai lấy gì đây ăn? Có đạn cho nông luôn. Trời, biết nãy giờ có 11 viên kìa. Thùng đạn đâu? Thùng đồ ăn ở giữa. Có ấy, con hai em ơi, hai em ơi. Rồi nhiều lắm, rồi nhiều lắm. Chả có đồ ăn gì cả. Quay mới đưa thùng đạn ra, thùng đạn nhanh. Ôi, em xin lỗi. Mày bắn chết không nhở? Có người cho đâu? Bắn có ai cho đâu? Ôi tinh tế. Một viên men. Đừng đá bay, đừng. Rồi, em bắn vào đầu nó mà. Em có bắn vào thùng đâu. Hay ra. Biết chơi á. Tôi đến hỗ trợ very này. Very good. Đâu, cần đi đâu, cần hỗ trợ này. Chỉ mồm luôn. Chạy ra, nổ đây. Ê, đừng bảo nổ. Ê, chửi ấy. Hết rồi. Ui. Đen. Em tới tạm hết shot. Đen. Cái đông này. Sao không tính đây con màu vàng nha, em bắn ngắm vào một viên người nó có chết là phải bắn vào đầu chết luôn. Con nào nó vậy? Con nào nó vậy? Tính mạnh luôn. Ủa? Con nào kẹt ở đâu ấy? Con có bị kẹt rồi. Có một con. Đây, hai con đang cầm bom chưa? Bắn luôn đi mèo. Để thôi. Trời ơi. Đấy, bắn cho một điểm đấy, bắn vào đầu cho. Bắn bom nha. Đấy thấy chưa? Bắn vào đầu cái chết kìa, bắn vào đầu cái chết, thấy chưa? Thấy. Đấy, bắn vào đầu cái chết gì đây? We rich guy. Trong đây. Hai em đép ơi. Chết luôn rồi. Ủa, bom đâu ấy? Bom nó. Cái lũ má. Anh à, kiểu bom vậy. Thế nào? Anh à, lấy lửa táo vậy. Trời ơi. Phải cần bom á. Ô, kìa đéo này. Tao có súng nha. Cứ tôi với. Đâu? Rồi. Sao? Lên đây lát nữa chúng ta sẽ chém nhau ta. Có màu vàng kìa, tạt nước đó. Vào chỗ này. Có tạt nó trúng mà, ảo vậy. Có vàng này. Có tạt.
Có vàng này. Đã ở đây, bắn đi mày uống hết đạn rồi, tao hết đạn rồi. Hết đạn rồi. Dụ ở đây được, dụ nó ra cái góc này nè, góc tiền mình nè, thấy không? Góc nào? Đây góc mà đang cannonball nè, bắn được. Nè, 4 con nhìn thôi, 5 con nhìn thôi. Bên này cơ, thôi bên đó. Đang bê rồi. Trên này nè, nhìn qua tên của tôi, cái góc Hanbun đó. Đúng rồi, dụ cái góc này, very good shot. Không cần, tao lo được. Đôi khi chúng ta phải tự tốc thôi. Dính chàm chưa? Mày dính chàm chưa? Tao nãy. Có đủ má nó bắn chúng tôi. Ui địt con mẹ hết trái cây rồi. Đâu. Toàn biếm rồi. Ở giữa rất là nhiều đồ. Đâu. Mẹ ơi. Được, chạy nước đó chưa? Nè. Nào. What? Hai mẫu ơi, mày làm rất tốt, mày xứng đáng làm thuyền viên chính của tội tao rồi đấy. Vâng. Chứ tao. Ra đây. Very good shot. Vui đây lắm. Còn con nào kìa? Đây con này. Tại nó đó. Bắn vào đầu. Đây. Chết rồi. Bắn vào đầu. Đồ cái này không ta? Kenny S đi bạn. Bắn nó yếu nào. Ủa sẽ bón đâu vậy ta? Có nhiều quay thế nhỉ? Có hôm gì đây? Hôm gì? Ở đây đây. Ôi! Nhiều người! Người hết là gì? Không, đầm. Một viên này. Một người lên bắn cho năm đi ra lúc chân đạn chứ. Em ơi, xin lỗi anh ơi. Đông quá ai. Trời ơi, nó lại thấy cái đầu lâu hiện lên rồi. Người lên tàu bắn đi cho dễ đánh. Nó chết rồi. Tôi bị nó bắn không? À đây tao cứu. Trời ơi. Cái gì vậy em Nguyễn, đến cứu mày. Cứu nó, đem bom gặp tử. Nó gặp tử thôi. Tại không gì. Lùm ma. Còn là lưu manh quá. Nó cứ ném bom đi. Nạp đạn, mèo đâu? Đang thử lại. Vãi lời shit rồi. Ai, mèo ơi. Ôi, coi đồ má, mày đi chết ạ. Sao ném á? Đồ má nó đông quá. Ôi, chưa gì buổi tối rồi. Đem rồi, mấy con đó phải có đèn mới giết được nó. Tôi phải trở lại lắm. Đèn như nào, dùng bom được không? What the fuck? Đấy nó hiện hình lên đây. Đâu có anh Bảy ơi, em dụ rồi ra, anh bắn hộ em với. Bà một người bắn á, thằng mèo lên bắn đây, thằng mèo lên bắn cho năm đi, tập bắn cho năm đi. Cứu một đạn cái. Được, để tôi. Có tiền tới. Chết con mà tôi rồi. Sao, bắn đấy, cứu. Có tiền tới. Thuyền tới á, bên mình á. Từ, cứu, mèo. Có cứu được không? Không thì để em chạy. Nhanh lên, cần đất đang tới. Cái thằng bằng nữa à? Không có đèn. Đèn sao? Cậu đi vòng tròn em Bảy, có gì cậu kêu tôi về thuyền nha. Đèn đâu? Đông. Rồi nó đi luôn rồi. Đèn đâu? Ok. We good. Đèn đâu? Trời ơi. Em ơi, phá nó bộ này. Sao đây? Đó. Con này phải đánh như nào anh? Còn có đèn à? Đây. Đằng sau. Anh mèo. Để tôi. Cái thùng nổ nằm ở đây rồi phải, đường nó xấu. À này á. Xong rồi à? Quả cái máy cano 2 phát liên tục đưa chắc 3 giòn. Cứu. Đồ, phép. Như nào nói. Đói hả? Vàng. Tạt nước. Như nào? Em bắn đi. Không cần nước. Bầm đi. Không cần nước. Hay quá.
Có thể kéo qua chỗ cũ nha, bắn canon chờ được. Ôi! Đừng! Ôi ôi! Hai xì hai đầu lâu nè. Ba đầu lâu luôn. Oh shit. What happened? Thấy quy rồi. Tôi không còn điều gì nói. Có lời. À. Không sao, chúng ta lại gặp nhau ở địa ngục. Lại rồi, vũ nó ra đây, vũ nó ra hoàng đây. Ôi, con thấy nó hoàng gì kìa. Mở cửa đi. Sợ cái thái hoảng thành nỗi đau. Khương có bọn tôi hơi khó đấy. Nó là hũ hoàng lâm tâm tim luôn kìa. Lên đây mày. Đi mày phải đổi khẩu shotgun đây anh ơi. Thuyền đi à, có bó dưới chân mình rồi mình kìa. Đâu đúng đó. Được. Cái dưới đó rồi. Chủ nó lên lại được. Như nào? Đúng rồi Hoàng ơi, đúng rồi Hoàng ơi. Dụ nó lên, nó khả năng được. Đúng rồi, chỗ anh bên đứng nè. Ây da. Con lắm nó bớt phải. Ui. Là ấy không nhỉ? Lụm đầu lâu nó Hoàng nè, Hoàng lụm đầu lâu kìa, lụm đầu lâu kìa. Thả. Yes. Nó lên thuyền luôn. Bớt đó, không. Dụ nó ngay cái mặt nha, thấy chỗ canon nhờ nhìn không? Đấy. Mình mang thuyền mà đúng không? Bầm nó đi. Ây da, nó chém. Mày lên được bờ không, thằng lồn hoàng? Tăng lên. Rồi, lên rồi. Bọt. Lên. Ôi ôi! Kêu anh mày ơi, kêu. Rồi, hoàng mèo fire. Để tôi. Đến bắn đâu, bắn đây fire. Bắn vô con boss. Đúng vậy. Bắn đi cái đó không chính đạn được đợi đâu. Boss à. Đúng. Đúng vậy, thoải mái đi. Lại con. Cái lồng vậy. Lại con. Thiếu. Cho bên trái xíu. Cái chỗ đốc cái này vô ở đâu vậy? Trái xíu. Boss đây nè. Trái xíu. Bắn đi. Có bắn được không? Lố rồi. Sao mà chút lá cơ. Ngu người đấy. Đây nè. Cái đạn đâu? Chạy nữa. Chạy con. Ôi. Ây da, chết mẹ. Gì vậy? Cái này nó có dính chiêu vậy? Là sao? Nó thổi sương mù. Để bước rằng nó có thổi sương mù. Đép ơi, em đâu rồi? Đép ơi. Rồi, bắn lên em fire. Bắn chuẩn vào, đúng rồi. Bắn chuẩn luôn. Là đạn giáp shot á, bắn cho nó đau. Đó. Tôi giết nó cao á. Ba gì? Bắn vô tim nó. Đợi tí. Đốc này bắn thì tiên shot. Đâu qua. Ôi ôi. Chắc tàu hình như đéo lũng đâu. Chiều này nó không có nhíu tàu. Nó lại quỷ rồi nè. He down. Quá cái này bắn hết sức không? Đâu. Tiếp đi. Ui, bom. Đồ ăn của chúng ta đâu rồi? Oh shit. Ở
Rồi đó, anh em ra ngoài này rồi, đáp ơi, đáp ơi, chào boss, chào boss. Chết tạc à, chết tạc à. Tôi nghe tiếng chạy, mẹ quá, tiếng chạy. Trời ơi, chắc mơ, chắc thuyền, chắc thuyền. Tiếng chạy, anh em ổn sao, ổn sao. Thuyền cháy, thuyền cháy, thuyền cháy. Cháy, 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 xử lý sao, được. Xem có lỗ hay không thôi, phải giết nó nhanh chứ không nó lại nổ. Ai 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 ai, con mẹ mày xa vậy. Ê, ghê nha, chắc dưới, chắc tầng dưới mèo ơi. Tầng dưới đi. Chắc hình đi. Rồi, chắc là. Chắc, 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 chắc. Em đồ lên, em đồ lên. Rồi, lia. Em đồ lên đã, em đồ lên đã. Em mấy cái đầu lâu lên đã. Tự tạc nước bản thân đi. Ê, xây thuyền để mà hút bola. Từ từ. Oh yeah. Trời clear đó. Cái chìa khóa đâu rồi? Chìa khóa ngay chân con boss. Đây đúng không? Đây mở đấy bây. Rồi chắc ở đây đi, quay thuyền cho Bola. Move. Nào đừng có lấy hùng nổ ra trước nha, hùng nổ lấy sau nha. Thùng nổ mang lên cột cờ á, cầm cột cờ. Tôi vả đồ cho để tôi. Rồi chất đi. Lấy vô đi. Bola đi. Để cho anh đếm ơi. Cứ để đó. Cầm ra đấy thôi, xong xích lên đi. Ừ, đúng vậy. Mình vận chuyển thôi. Đấy thằng bảy lên Bola đi, thằng mày hú lên đây chất đồ đi. Đây, vừa xếp chuyện sao? Habo. Cứ xếp đồ đó. Có mấy hùng nổ cẩn thận nha đếp, chuyển sao đi. Mà nổ phát cút đấy. Đầu lâu tầng trên, gương tầng 2, gương tầng dưới. Đéo gì đây? Thùng nổ là thùng nào nhỉ? Đây có cái thùng mà có... bánh lạnh đỏ đấy. Có cái mồi lửa ở trên cùng đấy. Đây cho bánh vào luôn. Tất cả đi tập nào. Wow. Bắn lên đi bãi. Cứ để nó đi, bắn nó nhanh. Wow. Nè, đang xếp đồ. Xếp làm gì? Xếp đi lát nữa. Bán nó mới nhanh. Ui tiền này, là tiền. Xong có phải về bán không anh Bảy? Có chứ. Về bán đi, em đi tập hết. Rồi. Move vào. Ủa nhìn hôm nay nhiều thuyền phết này. Bảy bì. Tôi cảm giác đây là hòm nổ. Nhiều vãi cả lều. Đừng đem hòm nổ lên trước, trời ơi. Ít mẹ. Chắc đây tôi check xung quanh cái, hơi ghê. Nó nổ xa lắm đây. Mà có mấy hòm nổ này, titan đấy. Bom nguyên tử đấy. Tên. Trong hâu này phải hòm nổ không? Giống. Không, nó là... Xương à. Nhưng mà cái kẹt. Tạm tâm tư tâm. Hòm chỗ ngon vậy. Ok rồi đó. Uầy, ta được thành tích gì vậy này? Ui, có cả Ancient Fortune cái gì. Một thuyền trưởng tốt. Anh bây giờ nó phải xứng đáng chưa em? Tốt là một thuyền trưởng. Ôi my god, có một thuyền ở Ripper 2 ao 4 sao đang chờ mình. Không cái này đó à? Đâm chết mẹ luôn là đấy. Ui, và bạn là quý đây. Hình như thế thầy phải. Cái gì đấy? Bình tĩnh đi, không có gì đâu. Cái này có lấy được không? Mấy cái này nè. Lấy hết. Chi đình. À, có cái nào lấy hết em ơi. Lấy hết. Cái nào cũng được tiền. Người tham lam mà. Trông là bội thu đó. Ui bội thu vãi liều, Evero, co gâu các kiểu luôn. Cứ nên lên, chắc là lên chế phụ đi. Nhiều lắm, cái đồ lẻ lắm, đồ lẻ nhiều lắm, nhiều điên luôn. Cái này clear lắm. Ai lụm mấy chó gần rồi mày ú. Còn cái hòm này, không để vào hòm. Ui, trông nó quá. Em lên thuyền đi hả, bù điều quá. Bội thu. I need shit. Hay là khỏi mang thùng nổ. Cờ 5. Không, phải mang á. Bản đồ kho bảo. Nhìn áp lực quá những cái thùng kìa.
nhè nhét luôn á, nhè nhét. Bắt buộc á. Bây giờ thùng nổ đẹp nhất là chỉ có để trên cột cờ thôi. Thì đúng. Ui, nó bắn thì cùng lắm gãy cột cờ. Rồi có bắn thiền nổ anh đi. À để tôi chất cái hầm nổ. Nào. Hướng dẫn sử dụng trước nè, cầm cái thùng nổ bấm chuột trái là nó mồi lửa. Đề nghị đừng bấm. Tôi biết mà, có bảy, tôi kinh nghiệm mà. Tôi biết. Nếu thử mấy lần này rồi thoải mái đấy. Thế à. Nãy tôi trải nghiệm nhiều rồi. Giả sử mà có vô tình bật ngồi lửa, bấm một lần nữa là nó ngắt ngồi. Hình như vậy. Ừ, nó ngắt được mà. Thế mình phải thả thử đúng không? Thiên hạ bảo thế thôi, đừng thử. Bùng nổ nó 10.000 thử luôn. 10.000 cũng làm bài học mà. Nhưng mà nói chung là có một cái chuột, có chuột trái, chuột phải gì á, nó sẽ ngắt ngồi lửa. Được, để tôi sẽ đánh sạch sao. Đừng, thùng nó sắc tiền lắm. Trời ơi. 10.000 để mình gọi là cũng làm bài học mà. Về sau mình vô tình đi, mình học được cái mới. Kiếm cái thùng dởm mà ngắt. Rồi mà, được, để đi chưa. Để kiếm cái thùng dởm mà chỗ khác nha. Đây, thì bại mà thùng này nó... Thùng đó vẫn xịn. Thùng màu đỏ là dởm nhất. Được đây này, thùng này làm gì có màu nào đâu. Trời ơi, sợ trong hô mà thùng đó là người ta tức 10 thùng là mới ra được một thùng đó. Wow, được, tôi đi khám phá. Thùng ở trên nó có cái đầu lâu không? Cậu bạn chất ơi, chất hộ tôi cái. Từ, để cái thùng nổ qua cho nó. Ê, cục bường gãy nha, lấy chỗ đắp vô. Trông thì ghê đấy. Nhiều lắm rồi, hết rồi, không có nào đâu. Rồi đi mút mấy đồ linh tinh lắm. Ui, canon này, là canon này. Ôi, mà trên đây có 3 thùng rồi. Ừ. Má nó. Nó nổ là nổ to lắm đấy, điệp mà. Rồi, hết. Tôi thấy tôi có công nhất đấy, phải thử cho tôi một thùng nổ. Về thôi, bỏ mèo đó lại đi. Đừng. Tôi kiểm tra lại này nè, còn mấy cục này nè, không nhặt à? Gì? Đây, đẹp rồi. Này. Còn nữa, còn đầu lâu nữa. Cuối. Trong cái đống này có cái thùng nổ này. Hết rồi. Đừng thả xuống nha, tao kéo mày lên luôn được. Dạ, đâu, kéo đâu hết thì con ơi. Tao này. Thôi. Lìa đúng không? Đi rồi. Wow. Đi rồi, NW, here we go. Tiền kia nhất. Tiền có bao nhiêu đâu, mấy chục đồng mà. Kể đi, quay nào đi, đợi nào. Nào bán chiến này, ta nói đủ muốn giàu luôn. Quay. Cũng mềm đi. Tao từ cái nịt thành tao thì giàu có luôn không? Tao có thể trở thành thuyền trưởng luôn không? Không, bữa đầu tiên là tao không có sang. Cái lầu mà thiền ma. Nãy tôi không tự hủy đâu. Tiếng thiền ma, thôi bỏ chạy nha, đeo bắn không? Đó, kiểm tra xem gì mới không. Phải bắn á. Mà thiệt mà nó dễ bắn trúng thùng nổ lắm á. Bên trái nè. Ui điệt con mà bắn đi mày Út ơi. Đâu. Tao lấp. Tao nghe tiếng rỉ nước vậy. Bia. Nó kèm thuyền mình quá đéo đi ra được luôn. Ăn luôn bảy. Thôi. Hãy thêm unit to go. Rẻ lắm, thuyền ma ngoài đường rẻ lắm. Thuyền ma boss trong event game con. Wow. Ổn rồi. Cái không đi được. Ê để tôi. Ấy à. Rồi. Tao thực sự mà nói, tao master canon đấy, mày đứng gần đây là mày một mồm. Tha mình này là một mồm. Hào lòng thế. Giống như là nó đứng đây bán đồ vậy. Bán đi đồ. Tao. Đây, đúng rồi. Đó, bắn đây rồi, trái ra bắn nè. Ủa, sao không nói, không cái gì vậy? Ủa này. Cái gì vậy? Ba mình này, đâu tao? Ba mình này, ba thuyền.
Trời ơi sao đánh nhau này, tôi phải đi top. Nó va mình, không phải mình va nó, va mình. Ai à, ai à, ai à, ai à. Nốt nào. Keep firing, keep firing. Cố lia, cố lia. Hai, 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 nhanh tay đấy, nhanh tay đấy. Ô nào rồi, gì ở đây vậy? Ơ, chạy là, tức là chạy rồi. Hú hồn bởi sao. Các thuyền viên ơi, tôi đi tập đây. No. Đó. Trời ơi. Ví dụ mà tôi đứng trên này thì có bi sao không? Cũng được, nhưng mà lỡ cái chuyện gì thì cũng chạy. Đến hẹn rồi. Xây sóng, Không có vậy, không có vậy. Lửa đâu vậy? Lửa ở bon, con tiền tưởng, con tiền tưởng. Thôi nhưng mà có phải ao mà anh mày. Không phải ao luôn. Lên lên nhanh lên. Nhưng mà sắp tới chỗ bán rồi đó, mà sắp đánh nhau nữa. Nốt rồi. Lên lên cái này lên. 3 phút thôi. Ngay trước mặt mình. Tăng đi tầm này, no. Trời ơi. Cậu bên à, tôi nghĩ là cầm đánh bom thằng đó đấy, thằng đó nó ngứa. Nhưng tôi nghe tiếng, tôi nghĩ một khách đâu khác. Cái thuyền ba này, nãy giờ ơi. Là cái thuyền. Tôi nghĩ một khách khác thì phải. Có bom thuyền trưởng, có cháy. Ở đâu á? Ở trước cửa, trước đầu thuyền này. Mà em giật rồi. Đây, 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 thấy rồi, thấy rồi. Đấy, thuyền này. Cái thuyền. Rồi à. Đây á, đến đảo đây á. Không, đảo kia. Trời ơi. Ai lái đây? Ai lái đây? Không có gì lái tàu. Mày là thằng lái mà. Chắc rồi, chắc rồi mày ơi. Nhiều việc quá. Chắc chưa. Bán đồ nữa. Cái đi. Thấy lỗ rồi. Tôi nhìn bán đồ nữa, Nhìn làm đéo gì, tao nhìn cho. Cái đi đi. Lắp lỗ được. Nhưng mà hấp dẫn nè, cũng này hấp dẫn. Trời ơi, những ai chưa lập lửa này. Lửa tầng chế. Đây, lửa này không xin nhê đâu. Môn thuyền trưởng á, trong môn thuyền trưởng á. Lửa đấy làm ấm ấm đi rồi, đêm mà lạnh lắm. Thơm áo. Bây giờ. Sao? Một người cầm thùng nổ, mình lướt ngang qua thuyền nó, bắn vài viên canon. Cái người cầm thuyền nổ đó chui xuống tầng 3, kích hoạt. Dập lửa đã. Nè, nhanh đi. Tức là sao? Tới rồi, cầm cái thùng nổ. Ở cái thùng nổ. Cột cờ. Mình qua nó. Mình xuống tầng 3, mình kích hoạt. Đùng. Đúng rồi. Để đó. Nhanh. Mình chết đó rồi. Đây rồi. Trời ơi. Có lửa đây. Cột cờ. Lấy cột cờ. Giấu đâu rồi. Ê, tao. Hạ buồm xuống đi. Không kịp mà hạ buồm đi. Hạ buồm. Bùm căng rồi mà, hạ lột thế. Hạ kéo bùm cứ nhầm lột. Nào cái đông phải, mày út, bắn trước. Nên, cầm thùng rồi. Bắn cái đông phải kia. Cái đông phải. Đấy. Bắn tao leo vô từ từ. Không leo vô được. Mày chạy lên đảo. Hoặc cái đông, bùm biết chúng. Cầm cái thùng đó chạy lên đảo đi. Bây giờ nha, mình bỏ chạy tí đi là thằng này nó vô nó bán dập tí. Lửa đi. Là nó sẽ đứng gần đảo là anh Ben leo lên tiền nữa là được. Tụi thế. Làm gì đi, nhiều cái áp cái vậy? Áp cái đâu, đã dập lửa. Ben, chuẩn bị này. Tất chạy chặn đầu cái này. Đây coi chừng nó bắn trúng đùng nổ nha Ben ơi. Không trúng được. Trời ơi sao vẫn chưa dập vậy? Đau dập. Mẹ cha tôi đứt tôi rồi. Sao không sao, đi thôi bọc bọc đi thôi. Mẹ dính lửa để thấy gì vậy? Ở trên đảo cơ. La lên cột cờ rồi. Cột thuyền rồi. Mình đến được. Kéo một buồm lên. Được không? Đứa này kéo một buồm lên. Kéo một buồm lên đây. Cột buồm kéo lên. Địt mà mày. Kéo lên rồi. Rồi lên đi, lên đảo đi Ben, lên đảo qua thuyền đó đi.
Có hồ. Tao. Đi bắt mắc cạn luôn rồi xong lồn thật. Yes. Lại cháy kìa. Nào canon phải bắn áp lực tí này cho bên nó leo lên này. Xâm lửa đã, cháy quá xâm lửa. Đó nó chuẩn bị đi ngang qua ấy, bên ơi. Ừ. Bắn gây áp lực đi cho bên lên tầng, lên kịp giờ. Cháy đâu đây? Oh, yeah man. Đúng rồi đó. Rồi nó lủng một tỷ lỗ, bắn đi, canon phải nè, bắn đi. Hết mấy đạn rồi. Để tôi. Bắn đi, nó nổ thùng rồi. Mẹ đạn ạ, đến đấy. Đấy, ta bỏ chạy luôn rồi. Có đang dí không ta? Em hết đạn. Điệt má, lửa vẫn còn. Nhiêu nhiêu nhờ. Sao không có ấy được. Đi ngập rồi nè. Cái lúc ơ kìa, sao lửa vẫn còn vậy? Chìm rồi. Rồi nó chìm rồi, hiện nó chìm mà. Cái thùng nó là 10 lỗ lận. Chìm lại sao lửa vẫn còn, thế nếu nào nhờ. Mày ui. Đây, nó dập lửa, không phải lửa, đi xong nó dập. Từ, bình tĩnh. Nhìn dưới nước nha, nó vẫn còn. Tao dưới nước mà. Ok. Nào tới mình bán này. Ui, lấm đồ nó không lỡ nó có đồ sao? Chắc tiếng ngoài, nhưng mà tí nữa đi. Bán đi. Thôi ổn rồi đó. Quay nổ phát chim luôn à. Ồ, nổ đi bật. Kinh quá liền, nhìn đây nhìn qua là như là một bé bom nguyên tử vậy. Rồi bình tĩnh lên, mình lên bán nè. Kéo bùm lên. Đúng vậy. Nào xử lý hai cái thùng nổ trước đi. Mình kéo hết rồi mà. Rồi, leo lên cột cờ, mang hai thùng nổ xuống bắn trước. Uầy, mẹ giấu trên đấy lận à. Đúng vậy. Leo lên đây. Sao tìm không thấy? Ê, hai bún trái bên đây. Ngồi đâu? Em thả xuống, có sao không? Không. Ê, có. Đi lên cầm thùng nổ đi nhẹ nhàng. Đừng thôi, Điệp mà. Mày bán mấy đồ thường cho tao. Thôi, cút mẹ mày đi. Để tôi. Cút. Nào. Sợ ra thùng nổ lắm. Im lặng. Từ, tôi xuống được bán đi. Cầm đồ lên bán đi. Leo lên cầu thang xuống bán. Đây. Tôi trượt xuống này. Leo lên đảo. Dạ, chân này xuống được không? Có một cái lều. Ta bị gãy chân. Đâu? Ủa. Ê, hình như đi đường này ok hơn. Xong rồi đó. Đi. Vừa vãi lều. Trời, bán thôi, chiêu. Yeah, những đồng tiền đầu tiên. Yeah. Ủa mà bán đâu vậy? Bắn đâu vậy? Đi vô giữa. Bấm mép nha, đừng bấm chuột trái nha. Có bé an toàn rồi đấy. Ấy. Đồ. Tiền về, ngon. Tiền về, đây. Ơ, bắn. Uầy. Mình thử đi. Mình ấn cái kích hoạt xong mình bán xem được không? Bắn, nhìn thằng này nè, bấm mép. Đây, thằng này nè. Sell. Đô. Oh, my good. Fuck, ai đẩy tôi my vậy? My good. Bố là mới có ăn thì phải đẩy ơi. Em có 90.000 này. Thế nhiều không? Nhiều rồi. Chuyến này xong là cũng được phải 300 lý rồi thêm nữa. Mà bán được không nhỉ? Ôi, bán được rồi. Đây, chắc rương ngay góc này nha. Không quá. Lỡ rồi sao? Ngon. Tiếp tục anh em ơi, tiếp tục đi. Không có. Ê, cái thùng nổ quá lắm, thùng nổ quá lắm. Thùng kho báo để bỏ ba cái. Dạ. Thì thôi, sao rồi, không ai biết đâu. Ui. Mà cái thời này nó thở ra khói này. Bán đi. Nãy nó giống cục trên này này. Đúng rồi, đếp Nguyễn ơi, bán đi. Rừng ở đây. 900 đồng, what the fuck?
ít vãi lều. Đến cái hào bun này có vẻ ôn tài hơn. Đi, bán cái thính đi, bán cái thính đi, không có chiếu chiếu kìa. Yes, yes, yes. Tỉnh đầu, tỉnh đầu. Tao tao cầm rồi, tao cầm đi. Rồi. Cậu bảy cứ đi thôi, cậu bảy cứ đi thôi. Có cái gì mà kiểu bắn hết đồ lên đây cho nhanh nhỉ? Hai mươi lăm mà what the fuck, tiền nó quan trọng á, tiền nó hiếm á, tiền nó limited á. Còn chuyển đồ đi cậu bảy ơi. Ôi mẹ quay đây đây, tôi cho xem mẹ cái này này, nhìn này nhìn này nhìn này, tôi chỉ mong bài học nhá. Cái gì đây, nhìn này mấy lời đây, nhìn này đúng không, thấy không, đó đó đó, thấy không đó, tắt được này, tắt được bảy ơi, tắt được bảy ơi, tắt được, tắt đi, tắt đó, đi, nghe không, nhưng mà nghe không, nghe rồi được rồi, tắt được nhá, tắt được nhá, ui đừng đi, đừng biểu diễn nữa, nó nổ thật là đủ, đừng đừng chơi với lửa, đừng chơi với lửa, mà thật. Đi bán đi mày, mới nghịch lửa nữa. Mày có đi bán không? Đây đang bán, đang bán, đang bán, đang bán. Sẽ dập nước bao người. Nhìn xung quanh mày thử có bóng. Mày thử mới biết được. Rồi. Đâu? Ngồi đi dây lùi đấy kìa. Quên ơi. Nhẹ thật đó. Ui, nhiều quá cất cất. Thông chưa hả anh Bảy? Nếu mà ao, em ao ở đây được đúng không? Ừ, đến đây cũng được. Ui, em đi. Không ai biết đi lùi được hay sao? Còn nhiều đồ. Địt mà xét đánh à. Vai cái lồn thật. Mà ui, bao tiền, bao tiền. Sợ thế. Đánh này uống. Cầm thùng nổ đánh cái nó chết cũng buồn cười. Ở đây tập em mà biết. 160 rồi, trời ơi. 160 ngàn rồi. What the fuck? Ôi, không không có ta. Ê, tao nói dưới này rằng ta là một bể bơi đâu. Mọi ơi. Múc đi, múc nước đi. Múc tạt, lâu lâu xuống múc tạt xong rồi lên tiếp. Trong này sao mà tạt? Nhốt rồi. Nhiều thế nhỉ. Quay, thế bao giờ được ra? Nốt này là không mất đi một người bán này. Trời ơi, phải thả nó ra. Mất đi người bán đấy. Trời ơi, nếu thả được luôn, con bé ơi. Thả à, gì? Thế thôi, làm ly nước là đẹp. Bị nhốt rồi. Làm ly rượu. Con bé nó thả nó ra. Không được, tao muốn nó thả. Không, bây giờ tao có cách để mà kích nó ra luôn, sao nó khỏi nhận tiền luôn. Thôi đừng thôi chứ. Đừng. Vấn đề là game tròn. Game này nó không có chế độ kích, nó có chế độ nhốt thôi. Có tàu gì anh? Anh có bao nhiêu đồ nữa vậy? Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều đồ lẻ lắm. Sao mày không ra đi thằng mèo? Tao ra kiểu gì? Trời ơi. Đâu ra được đâu. Đéo vót được luôn rồi rồi. Nó mà thật. Đâu phải vót mở đó chứ không phải là xuống mở đâu. Mở được luôn. Trời ơi, nước lũ trong cạp này kìa. Đi câu nhanh đi câu bảy. À, C là đổi bom liên tục mày. Ủa, bom này bom gì? Trời ơi. Ôi, chắc chắn bom lửa rồi. Quên rồi. Ôi, con tạm tay, mày con tạm tay. Thấy rồi. À.
Mà tôi cần rút này, tôi cần rút này. Tôi 5 viên thôi, thoải mái. Bên nào bên lên, bên lên. Thì ra chỗ đen là như vậy. Hiểu. Ây da. Bán hình đi, bán hình đi mèo ơi. Thiệt con mẹ. Chạy đi mày. Đây đang thả buồn nè. Mình làm hết luôn chứ bán một viên thôi. Sao tự nhiên bấm Z nó làm gì? Trời ơi. Đeo giá cho, tặng nó lái hiền đi. Sương mù nó hát mẹ vậy á. Cái trước là gì vậy? Trời ơi, boss ra được chưa vậy? Được chưa? Boss release đi ông ơi. Tôi là trường này cũng ổn liền. Anh kép lên bấm tên á, boss release. Rồi 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 rồi. Nè làm như cái đúng. Rồi. Cái thiền kia nó bị đấm cái cây mình hết. Dưới này biển 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 thôi. Rồi rồi ở trên ổn rồi. Xuống vãi luôn nước này. Được không? Được không? Ổn không? Ổn không? Đang vá, tao vá nốt, tao vá nốt. Báo nữa chứ. Nó bung nước dưới này mẹ phải bơi rồi, nhớ đùa. U địt con mẹ mèo ơi. Đây đây đang vá, tao vá đây. Biển bơi rồi, biển bơi rồi. Thế rồi. Đây vá đi, vá đi. Cũng được, cũng được, cũng được, cũng được mẹ ơi. Ui, lại nghiêng 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 nghiêng. Còn nhiều kho báo lắm. Trời ơi, nhiều quá, nhiều quá. Hey.